Hành trình của bản ngã. Nhà tư tưởng chính trị, triết gia cổ đại Aristotle từng nói: chúng ta bản chất là những gì chúng ta thường xuyên làm. Thói quen tạo nên tính cách. Nếu thay đổi được thói quen, tính cách đương nhiên thay đổi. Sự đổi thay là bất tận, điều kiện cần là sự bền bỉ. Chính vì vậy, thật uổng phí khi chúng ta tự giam hãm mình trong những bức tường mang tên tính cách. Tôi là một kẻ khá thờ ơ và nhạt nhẽo với âm nhạc. Tôi thậm chí không phải là fan của bất kỳ dòng nhạc nào. Tôi hát karaoke cũng rất thường sai nhịp. Điện thoại của tôi không có nhiều bài hát. Lúc tập thể dục hay đi trên đường, tai nghe của tôi là các mẫu câu học ngoại ngữ. Vì vậy, khi thấy tôi mua một cây đàn guitar điện, bạn của tôi cười ầm lên và nhận xét rằng âm nhạc không thuộc về bản ngã của tôi. Nguyên chất gốc rễ tính cách và tâm hồn của tôi là cầm bút lên và viết. Chợt tôi nghe trong đầu mình có một câu nhắc: sống đúng với bản ngã. Đi tìm bản ngã của chính mình là điều mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng nghe nói đến. Nó tự nhiên như thể là mục đích lớn nhất của cuộc đời. Chúng ta tự vấn bản thân để tìm đến một sự thật nguyên gốc, con người thật nguyên gốc, cái gốc của sống thật. Nó bao gồm tất cả các mục đích phù hợp với bản chất của chúng ta. Môn học chúng ta ưa thích, nghề nghiệp chúng ta say mê, người tình hợp với ta như hai bàn tay khớp nối. Chúng ta tin rằng khi tìm được cái tôi nguyên gốc ấy và sống thật với nó, sống đúng với nó, thì ta sẽ hoàn toàn tự do và cảm thấy hạnh phúc thực sự. Mọi sự khổ đau, đấu tranh và gập ghềnh của cuộc sống là do ta không sống đúng với những gì thuộc về bản chất của mình. Chợt tôi tự hỏi trong đầu mình, có đúng như vậy không? Năm 2013, một trong những khóa học được nhiều sinh viên đăng ký nhất tại trường Harvard thu hút sự chú ý của báo chí với lời hứa sẽ khiến người học thay đổi hoàn cảnh cuộc sống của chính mình. Giáo sư Poet tuyên bố trọng tâm của khóa học là: các bạn phải dừng ngay cuộc tìm kiếm bản ngã của chính mình, bởi vì nó không tồn tại. Khái niệm bản ngã và sự kết nối của bản ngã với sự hạnh phúc thật trong cuộc sống bắt nguồn từ tôn giáo, với niềm tin rằng Chúa đã định đoạt cho mỗi chúng ta một số phận riêng, một đường đi đặc biệt. Dù tôn giáo không còn là niềm tin mạnh mẽ, nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn rất sâu sắc. Nếu ta tự miêu tả bản thân, ta dễ dàng vẽ lên chân dung của mình với những tính cách cụ thể như vui vẻ, yêu hội họa, hơi nóng tính, rất ghét nấu nướng, v.v. Một cách gián tiếp, những miêu tả này trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm, self-fulfilling prophecy. Nghĩa là nếu chúng ta tự miêu tả bản thân là một kẻ hơi nóng tính, thì dần dần ta sẽ trở nên nóng tính và cuối cùng trở thành một kẻ thực sự nóng tính. Nếu cho rằng đó là tính cách bản thân rồi, không thể thay đổi được, ta sẽ trở nên dễ dãi khi cơn nóng tính tràn đến. Ta sẽ phải tay bỏ qua thay vì cố gắng tìm cách kìm nén hoặc đổi thay. Ta sẽ nhìn lại hậu quả của cơn nóng nảy và chẹp miệng tự thanh minh là non sông dễ đổi nhưng bản chất khó dời. Ai yêu tôi thì phải chấp nhận, con người tôi vốn thế rồi. Giáo sư Poet đã chỉ ra cái mà chúng ta lầm tưởng là bản ngã thực sự chỉ là một lát cắt nhất thời của cuộc sống. Vấn đề là khi lát cắt ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ trở thành thói quen. Một thói quen khi lặp đi lặp lại nhiều lần là sẽ trở thành tính cách, và tính cách góp phần hình thành nên số phận. Nói cách khác, số phận mà chúng ta đang có về bản chất là hệ quả của lời tiên tri tự ứng nghiệm. Bạn là một kẻ nóng tính và cuộc sống của bạn toàn những cuộc cãi vã, không phải vì bản chất của bạn là một kẻ nóng tính. Bạn đã trở nên nóng tính sau rất nhiều lần cư xử như vậy, nhưng nó nhất định không phải là toàn bộ bản ngã của bạn. Bộ não ni lông. Khoa học nhân văn hiện đại nhìn bản ngã như một quá trình đa diện và tự biến đổi không ngừng. Quan điểm này khá giống với Phật giáo khi cho rằng bản ngã là một ảo ảnh. Anatta, no self. Những nghiên cứu mới nhất của ngành thần kinh học thậm chí còn có thể đưa ra bằng chứng về sự linh hoạt không ngờ của bộ não con người. Ví dụ, bạn cho rằng giá trị sống của mình rất vị tha, nhưng bộ não của bạn có thể kích hoạt rất mạnh mẽ ở phần vị kỷ khi hoàn cảnh yêu cầu. Khái niệm bộ não ni lông, Brain's Plasticity, được đưa ra để chúng ta hiểu rằng bộ óc cũng như miếng nhựa ni lông hay một cơ bắp trên cơ thể vậy. Nó biến hóa, phồng ra, co vào, tạo ra các xung điện để giúp ta ứng phó với cuộc sống. Người lái xe ở London phải nhớ tới hơn hàng ngàn con phố nên phần hippocampus trong não họ to hơn. Mỗi ngành nghề lại khiến não của chúng ta phát triển rất khác nhau. Chính vì thế,
Cuốn sách dựa vào sự khác biệt giữa bộ não đàn ông và đàn bà, có tên Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim là một ví dụ, thường bị giới khoa học lên án kịch liệt. Nó khiến chúng ta tưởng rằng não bộ từ khi sinh ra đã có bản sắc như thế. Sự thật là một phụ nữ giỏi làm nhiều việc cùng lúc, multitasking, không phải vì cô ấy được trời phú cho khả năng đó, mà công việc và xã hội yêu cầu cô ấy phải sống như vậy. Dần dần, hai bán cầu não của cô tìm cách thích nghi bằng cách phóng nhiều hơn hẳn các luồng xung điện qua lại với nhau, khiến cô càng giỏi trong nhiều việc. Sự so sánh não của cô với não của một người không sống trong môi trường tương tự, bất kể là đàn ông hay đàn bà, chúng ta đều thấy não của họ không có các luồng xung điện bắn qua lại hai bán cầu ở cường độ khủng khiếp như vậy. Tương tự, các định kiến thường nói về đàn ông lái xe giỏi hay phụ nữ khéo giao tiếp đều là hệ quả của việc bộ não thích nghi với những yêu cầu của cuộc sống. Chính vì vậy, bất kỳ thứ gì trẻ em tiếp xúc, qua TV, qua quan sát, qua trường học, qua đồ chơi, qua quần áo, qua sách vở, qua những lời nói bâng quơ của người lớn, v.v. đều đóng vai trò điều chỉnh và các xung điện của não và hình thành các con đường kết nối giữa các neuron tương ứng. Nếu bé thường xuyên thấy mẹ nấu nướng và bố lái xe, các neuron và xung điện tương ứng với hình ảnh phụ nữ, bếp núc và đàn ông, xe cộ sẽ dần dần hình thành một cách vô thức. Như một lối đi lâu thành đường, trong quá trình lớn lên, bất kỳ lúc nào trong cuộc sống xuất hiện hình ảnh bếp núc, neuron này sẽ bắn xung điện với neuron quen thuộc với nó nhất, tức là phụ nữ. Đây chính là gốc rễ của định kiến. Chính vì vậy, những quảng cáo có hình ảnh đàn ông vào bếp nấu nướng thường khiến người xem vô cùng thấy bất thường. Đơn giản vì nó không cùng tần số với những xung điện đã bị in hằn trong trí óc của họ từ khi còn thuở bé. Như một vòng xoáy không lối thoát, các nhà quảng cáo không muốn người xem cảm nhận sự bất thường nên lại tiếp tục sản xuất các hình ảnh làm đậm thêm sự phân biệt giới tính. Và phụ nữ sẽ lại là những nhân vật chính trong quảng cáo đồ nội trợ, đàn ông sẽ là những nhân vật chính trong quảng cáo các ô tô, mô tô. Bản ngã không biên giới. Như vậy, bộ ốc ni lông khiến chúng ta có thể thích nghi và thay đổi bằng cách bền bỉ luyện tập và hình thành các thói quen. Tuy nhiên, mỗi chúng ta đều có thói quen tốt và cũng có vô số thói quen dở tệ. Nếu chúng ta để những thói quen đó biến thành tính cách và tin rằng bản chất của con người thật của ta là vậy, thì bộ não ni lông thay vì giúp chúng ta thay đổi lại trở thành công cụ để ngày càng lao vào vòng xoáy bất tận của những lời tiên tri tự ứng nghiệm mà tôi đã nói bên trên. Bản ngã không cố định, nó chỉ là những lát cắt nhất thời, những thói quen bị dán nhãn tính cách, những hệ quả của hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần, những vết hằn của hình ảnh thường xuyên diễn ra trong cuộc sống. Bộ não ni lông cho chúng ta thấy thói quen và tính cách hàng ngày có khả năng thay đổi. Nhưng thay đổi như thế nào? Trong cuốn sách của mình The Path, tạm dịch là Đạo, của giáo sư Puet và Crosslaw, có một lời khuyên dành cho độc giả, đó là: chủ định phá vỡ thói quen và ứng xử như thể mình là một con người khác. Ví dụ, bạn và bố vợ của bạn xung khắc với nhau. Từ trước đến nay, bạn thường phẩy tay và cho rằng tính cách của hai người không tương hỗ, khắc khẩu. Nên bạn ứng dụng tri thức của bộ não ni lông, bạn sẽ hiểu rằng bạn và bố vợ có thể vui vẻ với nhau. Và bản ngã của bạn không chỉ dừng lại ở một số tính cách thời điểm này, bố vợ của bạn cũng vậy. Một con người khác trong bạn sẽ rất vui vẻ khi nói chuyện với một con người khác trong bản ngã của bố vợ. Sáng hôm sau khi gặp ông, bạn hãy chủ động mỉm cười, mua cho ông một bữa ăn sáng, hỏi ông có cần đưa đi thăm họ hàng không. Có thể lúc đầu bạn sẽ cảm thấy khi nói và làm những điều này là không sống thật với lòng mình, nhưng gượng đã. Bạn đã có thể nhận ra rằng lời nói của bạn khiến ông suy nghĩ. Trong đầu ông, những neuron thường xuyên nối với con rể và thằng tồi đã bị đối chất. Neuron con rể bỗng gắn với luồng xung điện sang một neuron khác có tên là nó đã tốt hơn, nó đã biết điều, nó lễ phép, đại loại thế. Con đường xung điện mới này còn mong manh, nó sẽ không thể thắng con đường xung điện cũ một sớm một chiều. Với bạn cũng vậy, bạn cảm thấy mình khó khăn lắm mới thốt ra được những lời ngọt ngào. Nhưng đừng quên rằng bộ não ni lông xung điện nào cũng khó khăn ban đầu, giống như việc lần đầu tiên bạn đạp xe đạp vậy. Nhưng sau nhiều lần phóng điện, các neuron sẽ kết nối, dịch chuyển sinh sản. Đến một ngày, hiệu ứng nhanh nhất sẽ được gắn nối giữa các neuron mà tần số phóng điện dễ dàng nhất, đó là con rể và thằng biết điều. Con người khác trong bạn trở thành một phần của con người hiện tại, và bố vợ của bạn cũng sẽ vậy. Bài viết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai là chuyên gia đào tạo về kỹ năng mềm, hiện nghiên cứu và giảng dạy môn đàm phán và giao tiếp đa văn hóa tại Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan. Giọng đọc NJ.